Vâng, đây sẽ là phần thi các bình luận cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi sẽ bình luận nốt phần thi đấu này, xong đấy thì nghỉ. Micro đang ở khá xa, vâng, gần hơn. Tuấn là một cái tên mà tôi đã gặp, làm tôi liên tưởng đến gamer khác tên là Tuấn Anh, một người đã hack trong một trận thi đấu mà ở đời ba có hot. Anh hack xong anh có đẻ hot ra, xong đấy anh quit. Như vậy đây sẽ là một trận solo giữa Baby và Minon. Minoan ngày xưa là một đế quốc, một hòn đảo ở biển Đỏ ngoài khơi của Ai Cập. Nhưng mà bây giờ thì nó đã chìm ở trong nước rồi. Còn Baby thì các bạn cũng đã biết thuộc vùng đất của Trung Đông bây giờ, khoảng ở giữa Ả Rập Xê Út và Iraq. Vâng, vừa rồi thì có một sự cố, đó là một game thủ trứ danh ở game Ranger tên là Hoàng Lan TB. Anh ta cho rằng tôi hack vì trong một pha, có hai pha. Pha đầu tiên là tôi xem bản đồ chỉ số dò lên và tôi biết là hai bên đang chạy dò, thì anh ta không hiểu, anh ta nghĩ là tôi hack trong khi mà tôi đã quay phát đàng hoàng. Tôi quay phát và tôi có hình ảnh rõ ràng, âm thanh, nhưng mà anh ấy vẫn nghĩ là tôi hack, bởi vì cái này thường là bản chất của con người rồi. Cái gì mình không hiểu thì mình nghĩ là một là do chúa trời và hai là đổ lỗi tại hack thôi. Thì đối với những con người ngu dốt thì người ta không hiểu, người ta phải phải nghĩ, phải đổ lỗi thôi, đổ lỗi cho thiên nhiên. À vâng, và tình huống thứ hai đó là một tình huống khi mà có một con chém đang chạy như thế này, và nó con chém của đối bạn nó chạy thế này và tôi chỉ vào con chém, xong rồi tôi bấm phím cách thì con chém đi đâu. Phím cách sẽ đưa con chém đến đó như vậy này. Chỉ có điều là khi với con chém đối bạn thì các bạn sẽ không thấy được như thế này. Và anh Hoàng Lan TB, anh tưởng là tôi hack bởi vì tôi thấy được con chém của đối bạn đi đến đâu. Vâng, vừa rồi là hai cái tình huống, hai cái thủ thuật mà những người chỉ cần đánh đế chế lâu năm một chút thôi thì sẽ biết được. Nhưng với những con gà, những người mới bắt đầu tập chơi thì người ta nghĩ là hack. Hoặc có thể có những pha khác, ví dụ như là